Thưa quý vị và các bạn thân mến, vòng vây pháp lý để đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông. Kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2019, tàu hải cảnh của Bắc Kinh tiến vào bãi tư chính và sau đó từ ngày 3 tháng 7 năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 đã biến bãi tư chính thành ao nhà của Trung Quốc. Trong mấy tháng liền, Hải Dương 8 hoạt động khảo sát tại vùng biển này một cách an nhiên tự tại, cố ý phát tín hiệu AIS để lộ diện dữ liệu theo dõi hàng hải nhằm khẳng định chủ quyền. Cuối tháng 9 năm 2019, Bắc Kinh xâm lược Biển Đông bằng giàn khoan và tàu cẩu lớn nhất của họ, Hải Dương Thạch Du 982 và tàu cẩu Lam Kinh. Cùng lúc vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng thẳng thừng tuyên bố Việt Nam đã vi phạm những ký kết song phương với Trung Quốc và từ đó lên án Việt Nam đã xâm phạm quyền lợi của Trung Quốc tại bãi tư chính. Mới đây, ngày 8 tháng 11 năm 2019, bãi tư chính Cảnh Sảng mở rộng thêm địa bàn chiếm đóng và xâm lược bằng tuyên bố khẳng định quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc và lên án Việt Nam chiếm đóng Nam Sa, tức Trường Sa. Tất cả diễn biến đã được các đạo diễn và xưởng phim từ Tử Cấm Thành trình chiếu cho dân tàu với thông điệp rõ ràng đây là vùng biển của ta và sự hiện diện khai thác của Việt Nam với giàn khoan Hakuzu 5 của Nhật Bản là hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trước toàn bộ vụ việc kéo dài nhiều tháng, người đứng đầu Đảng và Nhà nước là Nguyễn Phú Trọng im lặng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nín khe, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tự bịt mồm để nhởn nhơ với niềm sung sướng còn lâng lâng sau lần rung răng rung rẻ bên cạnh Tập Cận Bình vào ngày 12 tháng 7 năm 2019. Các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế nên phối hợp cùng nhau tạo thành một vòng vây pháp lý chặt chẽ mà Trung Quốc không thể nào né tránh được trên vấn đề Biển Đông và Việt Nam nên cân nhắc kiện Trung Quốc về hành vi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và học giả về Biển Đông khuyến nghị tại một hội thảo mới đây ở Washington DC, Hoa Kỳ. Hội thảo với chủ đề tham vọng hàng hải của Trung Quốc ở chuỗi đảo thứ nhất và xa hơn nữa là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức hôm 18 tháng 11 đã phân tích những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, các đảo quốc Thái Bình Dương và đề xuất sự phối hợp về chính sách trong khu vực. Trên mặt pháp lý, hành động nổi tiếng nhất ở Biển Đông là vụ kiện của Philippines vốn được Tòa Trọng tài Thường trực PCA ra phán quyết vào giữa năm 2016 rằng chủ quyền lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố đối với đường chín đoạn trên Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này với lập luận rằng chủ quyền lịch sử của họ có trước khi Công ước Quốc tế về luật biển được ký kết vào năm 1982. Mặt khác, phán quyết của PCA không hề có cơ sở chế, không có cơ chế thực thi để buộc Bắc Kinh từ bỏ đường chín đoạn đứt khúc của mình ở Biển Đông. Đánh giá về lập trường của Trung Quốc, bà Atsuko Kanehara, giáo sư về luật quốc tế thuộc Đại học Sophia, Nhật Bản, cho rằng phía Bắc Kinh muốn đơn phương thay đổi luật pháp quốc tế một cách cưỡng bức. Về mặt nguyên tắc, luật pháp quốc tế được tạo ra trên sự đồng ý của các quốc gia có chủ quyền, bà giải thích. Từng nước không được phép đơn phương viết lên luật quốc tế, bà nói thêm và nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đơn phương đòi hỏi quyền lịch sử trên Biển Đông. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng có một số trường hợp luật quốc tế cho phép mỗi nước được hành động đơn phương, chẳng hạn như xác định giới hạn của phạm vi quyền tài phán đối với lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, nhưng việc tự xác định này phải dựa trên các điều luật liên quan. Do đó, bà Kanehara nói yêu sách và chủ quyền đơn phương của Trung Quốc không dựa trên luật pháp quốc tế là đáng lên án và là sai trái. Không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế với yêu sách chủ quyền mà hành động của Bắc Kinh trên thực địa cũng đi ngược với luật pháp quốc tế, vị giáo sư đến từ Nhật Bản nói tại hội thảo. Luật pháp quốc tế nghiêm cấm cả sử dụng vũ lực lẫn đe dọa dùng vũ lực, bà nói. Bà đưa ra dẫn chứng là các tàu hải cảnh của Trung Cộng
thường xuyên hộ tống các tàu cá của họ đi vào vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của các nước quanh Biển Đông trong nỗ lực khẳng định chủ quyền. Không thể phủ nhận rằng chiến lược của Bắc Kinh sử dụng các tàu hải cảnh, thậm chí là tàu quân sự và biến ngư dân thành dân quân đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước láng giềng, bà nói. Tôi có thể nói rằng những chiến lược này có thể được xem như là hành vi cưỡng ép. Bà chỉ ra rằng Nhật Bản với tư cách là một nước tôn trọng luật pháp quốc tế đã đối phó với sự xâm lấn của Bắc Kinh vào vùng biển Nhật xung quanh quần đảo Senkaku, điếu ngư mà hai nước đang có tranh chấp trên biển Hoa Đông với tinh thần là không làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Do đó, thay vì triển khai quân đội lực lượng phòng vệ trên biển đối phó với sự xâm nhập của Trung Cộng, Tokyo sử dụng lực lượng dân sự và các tàu tuần duyên, bà cho biết. Nhật với sự cẩn trọng cao nhất đã cố gắng tránh cho tình hình căng thẳng trên biển Hoa Đông leo thang thành đối đầu quân sự. Bà nói và giải thích rằng Tokyo muốn tránh các biện pháp sức mạnh vốn luật pháp quốc tế không cho phép nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó, Tokyo còn tranh thủ các diễn đàn song phương và đa phương trong khu vực để đối phó với Trung Quốc. Bà cho biết Nhật Bản đang mong đợi bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC mà các nước ASEAN đang đàm phán với Trung Quốc sớm ra đời để kiểm soát các hành động của Trung Quốc, và bộ quy tắc ứng xử này cần phải đủ mạnh để buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Bà nói rằng Tokyo ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế và kêu gọi các nước tranh chấp trên Biển Đông cũng dùng luật pháp quốc tế để đối phó với Trung Quốc. Chúng ta cần phải xây dựng một vòng pháp lý mạnh mẽ mang tính bao vây Trung Quốc không thể nào thoát ra được. Bà đề xuất và dẫn việc Nhật Bản cùng Mỹ và các nước Anh, Pháp, Úc đã hợp tác để duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế để chống lại đòi hỏi chủ quyền lịch sử của Trung Quốc. Cách làm này sẽ không có kết quả ngay lập tức, bà nhìn nhận, nếu không có lập trường kiên định và mạnh mẽ trong một thời gian dài thì sẽ rất khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Bà cũng lưu ý rằng bản thân Bắc Kinh mặc dù đã bác bỏ phán quyết của Tòa án quốc tế nhưng cũng phải dựa vào luật pháp quốc tế. Bà đưa ra bằng chứng là ngay từ đầu cho đến cuối quá trình thụ lý vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh đã đưa ra rất nhiều tuyên bố giải thích cho lập trường của họ về chủ quyền lịch sử, mà trong đó họ lập luận rằng quyền lịch sử này dựa trên tập quán luật pháp quốc tế. Do đó tôi nghĩ là luật pháp quốc tế cũng có tác dụng ngay cả đối với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc cũng cần sự giải thích pháp lý đối với yêu sách chủ quyền của họ, bà phân tích. Vậy Việt Nam phải làm gì? Trao đổi với phóng viên VOA bên lề hội thảo về những lá bài nào Việt Nam có thể dùng để đối phó với Trung Cộng trong thời gian tới, sau khi Bắc Kinh gần như đã tạo dựng được một hiện trạng mới trên Biển Đông, ông Collins Cosby, nghiên cứu viên của trường Rajaratnam về nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Kỹ thuật Nanjing ở Singapore, cho rằng Hà Nội có một số lựa chọn. Giờ đây họ đã nắm chức chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và đó là một công cụ rất hữu dụng. Ông phân tích và chỉ ra rằng Bắc Kinh rút tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Bãi Thứ Chính là do đón đầu Việt Nam sắp làm chủ tịch của khối ASEAN. Ông Collins cũng nhắc lại là tại cuộc họp mới đây để thảo luận về COC, Việt Nam đã có lập trường hết sức mạnh mẽ đến mức một vài nước ASEAN còn nói riêng với nhau rằng Hà Nội đã cướp diễn đàn của quá trình đàm phán COC. Hà Nội thật sự đã gây sức ép lên Trung Quốc, ông nhận định, và cho rằng sử dụng các tiến trình trong ASEAN để gây sức ép lên Trung Quốc là một phương cách mà Hà Nội có thể sử dụng trong năm làm chủ tịch ASEAN 2020. Một biện pháp nữa mà ông Collins cũng đề xuất là tiến trình pháp lý, tức là kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực quốc tế như Philippines đã từng làm. Việt Nam có thể dựa vào phán quyết hồi 2016 của PCA để tham khảo, khi đó họ sẽ có cơ hội rất cao để thắng kiện Trung Quốc, ông nhận định. Việc này có thể sẽ gây tổn hại về thanh danh cho Trung Quốc vì nó sẽ là một thất bại nữa đối với Bắc Kinh trên mặt pháp lý. Ngoài ra, Việt Nam cũng nên cân nhắc tăng cường hợp tác với Mỹ và các nước khác trong khuôn khổ ASEAN.
vốn bị chia rẽ trên các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Ông Colin đề nghị Hà Nội nên làm những việc song phương với những nước có cùng chung lập trường để có sự phối hợp về Biển Đông, thay vì mong chờ ASEAN đạt được sự thống nhất. Về câu hỏi có phải Việt Nam hiện đang đơn độc trong nỗ lực đối phó tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông hay không, khi mà các nước tranh chấp khác như Malaysia hay Philippines đã chọn thái độ im lặng hay gần như đầu hàng, ông Collins nói rằng Việt Nam không thật sự cô đơn vì thái độ của các nước phức tạp hơn thế. Cho đến nay, Việt Nam vẫn liên tục lên tiếng mạnh mẽ và phản đối các hành động của Trung Quốc, trong khi chúng ta không hề thấy điều này ở các nước như Philippines và Malaysia. Ông cho biết hai nước này dường như né tránh và đôi khi các lãnh đạo của họ còn đưa ra những tuyên bố cho thấy tâm lý chịu thua. Điều này đem đến cảm giác là họ đang đầu hàng Trung Cộng. Chúng ta cần phải phân biệt giữa những gì họ nói và những gì xảy ra trên thực địa. Ông nói thêm và cho biết mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ nhún nhường trước Bắc Kinh, nhưng Manila và Kuala Lumpur đã có sự hợp tác rất mạnh mẽ đối với các đối tác như Mỹ và Nhật. Còn Việt Nam thì lên tiếng rất mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh, nhưng thực chất họ đã trói tay trói chân của họ mà ngoài miệng thì vẫn kêu. Đó là tín hiệu mà họ gửi cho Bắc Kinh. Họ muốn nói rằng chúng tôi đang muốn giữ thể diện cho quý vị và cho quý vị thêm không gian hành động. Nhưng mặt khác, chúng tôi không hề lơi lỏng quyết tâm, ông nói. Giải thích về hành động cơ khiến cho Trung Quốc gần đây có hành động quyết liệt trên Biển Đông, ông Colin cho rằng giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu sức ép của người dân trong nước phải hành động. Họ đối mặt với những các vấn đề của trong nước, cho nên họ phải đẩy các vấn đề đó ra ngoài để củng cố lòng tin của người dân đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc và tranh thủ sự ủng hộ cho Đảng. Ông giải thích và nêu lên một số thách thức và ban lãnh đạo của Trung Cộng đang đối mặt như cuộc chiến thương mại với Mỹ, tăng trưởng kinh tế suy giảm, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng ở Hồng Kông. Đối diện với vấn đề Hồng Kông thì Biển Đông là một những phương cách chứng tỏ rằng bạn không hề yếu ớt trên các vấn đề chủ quyền, ông nói thêm. Ngoài ra, với những gì xảy ra trên Biển Đông, Việt Nam, Malaysia khai thác dầu khí thì Trung Cộng cần phải có phản ứng, ông cho biết. Trung Cộng giờ đây rất khác với Trung Cộng của 30 năm trước, khi đó Đảng Cộng sản có thể tùy ý theo đuổi chính sách đối ngoại mà không cần giải thích với người dân. Nhưng bây giờ người dân Trung Quốc đang đặt câu hỏi tại sao tàu chiến Mỹ có thể tự do đi lại ở Biển Đông. Do đó, chính phủ Trung Quốc phải làm cái gì đó để trả lời cho công luận trong nước, ông nói. Ở đâu cũng thấy bàn tay ma quỷ của Trung Nam Hải. Tưởng đó là chuyện nhỏ bình thường nhưng lại rất bất thường và rất lớn. Chỉ một công cụ ứng dụng xe ôm và cũng có bàn tay của Trung Nam Hải hay tay sai nhúng vào thì thử hỏi Bắc Kinh đã xâm nhập, ảnh hưởng, kiểm soát hay khống chế bao nhiêu lần sinh hoạt của xã hội, hoạt động kinh tế, guồng máy chính trị của Cộng sản Việt Nam. Khi dùng ứng dụng GoViet dành cho dịch vụ xe ôm công nghệ, các từ khóa Hoàng Sa, Trường Sa đã bị hô biến trên điện thoại của khách hàng lẫn phía các tài xế xe ôm. Nếu bạn muốn đến những địa chỉ nằm trên đường Hoàng Sa hay Trường Sa thì kết quả sẽ là những hoa thị ... Tức là đối với công cụ này, Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa không hiện hữu. Khi vụ việc xảy ra, đại diện của GoViet cho biết đây chỉ là lỗi nhỏ của ứng dụng và hiện đã được sửa chữa. Vấn đề không phải là lỗi đã được sửa chữa mà là tại sao ngay từ đầu chuyện Hoàng Sa và Trường Sa lại bị cho biến mất trong công cụ. Đây là một sự cố tình, toàn bộ dữ liệu của công nghệ này dựa trên database sẵn của địa hình Việt Nam, một con đường, một địa điểm chỉ bị hiển thị nếu nó bị cố tình xóa bỏ khỏi kho dữ liệu. Tình trạng xâm lấn rất nhẹ nhàng này của tàu công, nếu bị phát hiện thì cứ cho là lỗi nhỏ và sau đó thì theo cách của GoViet, hiện người dùng đã có thể nhắn những nội dung này một cách bình thường. Tất cả được biến thành bình thường sau khi bị lộ. Chuyện không có gì mà Mỹ, Conan cũng không cần vào cuộc vì lỗi nhỏ đã được chỉnh sửa. Đảng và nhà nước cũng không quan tâm gì đến việc này và chạy đúng theo lộ đồ Go China đã được ký kết từ năm 1990 tại khách sạn có nhiều mỹ nữ ở Thành Đô. Và cứ thế, chúng từ tàu quỷ đến Việt
Ba lại bày thêm nhiều trò ma quỷ khác cho đến khi bị lộ, và điểm dừng cuối cùng là lúc Việt Nam trở thành một đặc khu tàu thì những trò này mới chấm dứt. Tưởng là chuyện nhỏ bình thường nhưng lại rất bất bình thường và rất lớn. Chỉ một công cụ ứng dụng xe ôm mà cũng có bàn tay Trung Nam Hải mà tay sai đã nhúng vào thì thử hỏi Bắc Kinh đã xâm nhập ảnh hưởng kiểm soát hay khống chế bao nhiêu phần sinh hoạt của xã hội, hoạt động kinh tế, guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.